Vâng, xin chào tất cả các cô chú anh chị đã quay trở lại với channel của em trong buổi sáng ngày hôm nay. Sáng ngày hôm nay thì bên em mới cập bến về thêm một chiếc xe Mitsubishi Yuli đồng sơn xin nội thất sạch sẽ, đăng ký là 8 chỗ ngồi và không hết niên hạn. Bên em bán cho cô chú anh chị với giá thành là 68 triệu đồng. Và bây giờ mời tất cả các cô chú anh chị cùng theo em kiểm tra về chiếc xe 68 triệu đồng này, coi em nó có những gì ha. Này thì anh chị nghe không, mình bọng nè, tôn tiết nè, gõ nè, nghe rất là tòng tòng rất là ngon, thích hợp cho quý anh chị nào lấy về tập chạy tập lái, che nắng che mưa chạy vòng vòng ha. Cửa nẻo nè, chi là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó, mở là ok hết nha cô chú anh chị. Nó keo chỉ nè, cái gì mà rin rờ nó cũng đẹp hết nha quý anh chị nha. Nó keo chỉ là căng đét đèn đẹp luôn nè, sùng chỉ nè cho thơm. Với một nội thất ở bên trong của em nó thì em nó không lồng lẫy, không len keng, cũng không len xà beng đâu quý anh chị. Nói chung là sạch sẽ thôi nha anh chị nha. Với số tiền 68 triệu đồng thôi là một sự lựa chọn cho quý anh chị sở hữu chiếc xe Mitsubishi Yuli sản xuất đời 2003 này. Cửa rất là bóng nha anh chị nha. Đó, sơn zin nè cho thơm. Nè, zin nè. Con xe này là sơn zin còn khá là nhiều nha anh chị nha. Đó, tấp bê tấp lô là keo chỉ không mất một tí nào luôn. Đó, những cái xe này là những chú lớn tuổi rất là thích nha. À, dòng này thì rất là rộng rãi, đăng ký là 8 chỗ nha anh chị nha. 8 chỗ không có niên hạn nha. Đây, hai dàn lạnh ha, lạnh lẽo ok. Sàn bọng sạch sẽ, nội thất thơm tho nha quý anh chị. Nè, chứ không, keo chỉ nè, bản lề mà ốc bảy màu mà nó gì dày luôn nè anh chị. Đó, con này thì hệ thống là đèn cây nha quý anh chị nha, đèn cây. Đó, đèn cây, bánh treo. Đó, ở đằng sau nè chứ không. Một cái khoang cốp này thì quý anh chị nào mà đi công trình ha, hoặc là mình đi phục vụ cho mình riêng á, cá nhân của mình á thì mình này nó khóa rồi, nó rất là rộng. À, anh chị có thể đựng được mấy mài, mấy khoan, mấy đục, mấy cắt, các kiểu con rồi đẻo. Đó, giờ thấy không? Nước sơn zin nè. Đó. Này sơn zin hết nha anh chị. Đó, mình bọng tôn nghe gõ nghe rất là sướng nha anh chị. Đây, cửa nẻo nè. Hầu như ở trong là sơn zin toàn tập nha anh chị nha. Thì những dấu hiệu này nói lên chiếc xe của mình không bị cứng, đụng va quẹt trong xương chậu nha cô chú. Đó, cửa nẻo mở ra là hít bập bập. Cái này nó rớt ra tí em kiếm cái miếng keo hai mặt em dán lại cho cô chú chị nha. Cái này là cái về che mưa. Xe được dán phim cách nhiệt rồi. Đây là cánh cửa sử dụng nhiều nhất nè anh chị. Đây cánh cửa tài. Đây anh chị thấy không? Sơn zin nè. Đó. Cái gì zin nhìn nó vẫn thích thích ha. Đã không anh chị. Đó. Rồi. Keo cột nè, máng mưa nè, anh chị thấy không? Nó rất là liền lạc, ngon lành cành đào luôn nè. Keo chỉ nè, ta nói nó không mất một tí nào luôn, ngon lành cành đào. Đây nóc niếc nè anh chị thơ nè, gõ nè, nghe bong 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 rất là sướng nha anh chị. Đó, nước sơn zin hết nha anh chị nha. Nói chung là cũng có giảm tút lại, còn không phải là zin nguyên con nè. Nói chung là được cái là xe không bị cứng đụng, không lỗi. Đó, keo chỉ còn căng đét lần đẹp. Nói chung theo năm tháng thì em nó cũng xuống cấp một chút xíu thôi. Nói chung là xài được với tầm tiền phân khúc 68 triệu đồng thì đây là một sự lựa chọn cho quý anh chị cô chú nè. Mặt đồng hồ rất sáng, vô lăng 4 chấu phiên bản số sàn, máy lạnh sâu như là lạc. Xe có hỗ trợ một cái màn hình Android, một camera lùi nhạt dập thì khỏi nói của chú anh chị xình sập các kiểu con đã đẹp rồi. Bây giờ em sẽ nổ máy cho quý anh chị các bạn tham khảo ha. Đó, máy móc nè, tay lái trợ lực nha anh chị. Đèn còi xi nhan đầy đủ, không thiếu một chức năng nào hết. Đó. Máy thì nổ cực kỳ êm anh chị. Đó, cửa nẻo nè, đóng rất là chắc. Bốn cái vỏ thì em nó cũng còn được coi như là 70-80%. Ga lăn đúc này, anh chị thấy không? Có một hai chỗ này nó bị chạy tí xíu nha anh chị nha. Này, chỗ này cái cản nó chạy tí xíu. Nói chung xe cũ mà cô chú anh chị phải chấp nhận được cái này thì phải mất cái kia. Nó không thể hoàn hảo được như một chiếc xe mới nha anh chị nha. Nói chung quan trọng máy móc ok là con lăn cả đạo được rồi. Anh chị thấy không? Nắp capo zin hết luôn nè. Nước xe zin nè. Đấy, anh chị thấy không? Tôn không là tôn nha anh chị. Đây, với một hệ thống khoang máy của em nó thì con này là dùng chế hoạt khí anh chị ha. Dòng này thì xăng cổ nó rơi tầm là 9 lít nha anh chị nha. 9 lít cho tẹt ga luôn là 10 lít nha, tại vì em nó xài máy lớn. Đó, anh chị kêu lúc kêu chạy xe Yuli mà cứ sợ tốn xăng thì có nhiều anh chị nào trải nghiệm đi thì sẽ cảm giác coi nó tốn xăng hay là không nha. Nếu mà chạy đều ga, đều côn, đều số thì em nó chỉ tầm có 9 lít thôi. Tại vì cái dòng này á là ngày xưa nó là cái máy Yuli, là cái máy của xe tải nha anh chị. Nên quý anh chị cô chú nào mà xài Yuli mà mình biết cách đề ba, mình đề ba số 2 thôi, đề ba số 2 thôi là nó rất chi là ok nha. Còn đề ba số 1 là nó dư cái tua máy, tại vì xe này xuất bản của em nó ngày xưa nó là máy của xe tải. Đó, anh chị nào chạy mà cái vòng tua máy mà nó dưới 2.500 là chạy là ok, mà đạp trên 2.500 là nó sẽ uống hơn 1 triệu lít là bình thường. Cái đó là do kinh nghiệm của người chạy thôi. Kiểm định thì còn tới tháng 12 năm 2024 nha quý anh chị nha. Rồi, gầm bệ thì anh chị khỏi phải suy nghĩ nha. Đây, hệ thống dàn gầm là tao nói nó bao đẹp luôn. Chờ cái dàn gầm thì quý anh chị thấy nó đâu có gì mà chê được đâu anh chị. Ngon lành cành đào cho quý anh chị. Đó, một sự lựa chọn cho quý anh chị nè. Rồi anh chị cô chú nào đúng tay, đúng chân, đúng cầu, đúng nhịp muốn sở hữu chiếc xe Mitsubishi Yuli sản xuất đời 2003, đăng ký là 8 chỗ ngồi và không hết niên hạn. Đồng sơn xi nội thất sạch sẽ, gầm bệ cứng cáp, lấy về phục vụ công việc tập chạy tập lái, che nắng che mưa chạy vòng vòng. Điều xịn sò dành cho mấy anh trai đi tán gái cũng khá là ok, thì xin vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại đó là 0796822220 hoặc là 0798022220 ha.
Đây cái tem này là cái tem rin luôn nha anh chị nha, tem rin của Yuli còn luôn nha, nó theo năm tháng mà nó xuống cấp nè. Đó, xe này thì em chỉ cần rửa vệ sinh sơ một cái thôi là em nó cũng len keng len xa ben rồi. Rồi, và đây là lần đầu tiên cô chú chị đến với kênh của em, thì quý anh chị cô chú xin vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và những chuông sát góc tay phải màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở bên em. Vâng, xin chào và hẹn lại quý anh chị một video sau. Chúc cho đời gia đình yêu thương của em có một ngày nghỉ thật là vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều may mắn thành công trong mọi lĩnh vực và cũng như trong cuộc sống nhé.